Rồi, xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên nha. Đang có chị đến thắp hương của chú anh chị khán giả nha. Dạ anh chào chú. Nếu có thể đem vương đứng hồi hương cho trăm phát giới chúng. Ôi, sư cô cũng hả? Dạ, sư cô cũng. Bữa phải đưa đi hả? Dạ em chào chị. Dạ. Wow, chị ngồi chơi với anh. Vui ơi, vui với chúng. Trời ơi. Rồi chị là người ngồi chơi rồi nhậu luôn cô chú anh chị. Hôm mà không biết là chị ở bên trại hòm nào nữa. Tại thấy chị đi đây nè cô chú anh chị. Ủa mà chị là bên trại hòm nào ta? Chị Di chắc là vội vã luôn cô chú anh chị ơi. Rồi chị sao? Chị ngại YouTube của chú anh chị ơi, chị đi rất là nhanh đó. Vậy là dạ chị đi rồi hả? Chị đi rồi. Rồi chị là ngày xưa chị gặp cậu Năm rồi đó. Rồi chơi rồi đó. Rồi chơi nhậu rồi luôn á. Nhậu hả? Nhậu luôn. Rồi chơi nhậu cậu Năm hả? Tính ra quay vui 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 không vắng mà chị đi kêu là lẹo á. Chị gái cái dạng như hình nhưng mà chị đó, đâu còn trai nữa. Anh ta là đi chung với sao á. Anh trai đi riêng. Đi riêng nhưng mà anh như là cũng biết nên nó hay nói chuyện nên không biết là chị là ai nữa. Ở sáng nay thì bây giờ là cũng đang có khán giả về viếng cô chú anh chị. Thì nếu mà ai mà nghỉ được nghỉ thứ bảy á thì hôm nay là nghỉ bù hay sao á, không biết nữa. Nói chung là thấy quy định nghỉ 4 ngày. Ở đây có mấy cái loài lan mà mình ít có bao giờ mình để ý nha, nhưng mà nó ra bông đây. Ờ, lan màu trắng hả? Đó, cái lan trắng cũng đẹp cái này. À. Nhìn đẹp ha. Ôi, xe mô tô anh ơi. Ủa, xe mô tô vàng kìa. Dạ, như là chắc của có một cái đồng tan nào đó. Thấy không, có khả năng là có cái đồng tan nào đó. Ở trên đây lan tím nè. Hai cái đường, vô bên bọn cậu có hai loại lan. Lan tím với lan màu trắng hả chồng? Nói chung lan này được tưới tự động nha. Ở đây có cái loại lan lạ đó nè bà xã. Bữa nay là mùng cái lan màu vàng. Bữa nay nhiêu quên ta. Bữa nay ngày Tây ngày mình. Ngày mình là ngày 20 thì chắc đợi mùng 1 đi, mùng 1 rồi mình tắm lần. Nay như lâu rồi học được tắm lần. Thấy không? Mùng 1 đi mua rượu tắm lần. Ủa không phải, tao tự mọc mà ta cố tình ta trồng. Tại vì lan là chị thấy cho lan tự nhiên. Ơi, ở đây có lan đẹp lắm nè. Lan này có, em biết người ta gọi là gì không? Lan gì vậy? Dandel. Trời ơi, ý là loại lan á, chứ sao mà dandel. Dandel. Dandel là lan gì? Người ta nói là dandel. Còn cái này? Nó cũng là cô chú các chị thấy đẹp chưa? Hoặc là mến chụp lại cái gì?
tang tự nhiên. Ở bên đó là có đám tang lớn của chú anh chị. Hiện tại là nghe trống nhạc rất là nhiều luôn. Nó hoa đi con hả? Chào mời, nó hoa đi con. Thì cái quảng cáo nó là vậy mà. Ê, có anh Niu đi đâu nè? Anh Niu đang cầm. Đi. Có anh Niu đi kiếm sư cô này, coi chú anh chị. Sư cô Đồng Nai qua cúng cầu rất là sớm luôn. Thế bây giờ mình hỏi sư cô một số điều mà mình thắc mắc đi. Tại vì mình á là mình gọi là phàm phu tục tử, mình cũng chưa biết được một số cái tâm linh á. Dạ. Con chào sư. Cô ơi, hình như là mình cứ hai tuần là mình đến đúng không sư? Con nhớ là vậy á. Cô đến đây bữa 19 tây. Bữa 19 tây. Bữa nay là bữa 20, vậy chắc chắn 2 tuần rồi. Không, bữa nay là 4 tháng 9. Ủa gì, tôi tính tây mà. Tây hả cô? 19 tây. Cô đi tới tháng 19 tây hôm bây nay giờ, là. Bây giờ bữa nay là 4 tây. 4 tây, vậy là 2 tuần. 2 tuần, 2 tuần đúng. Đúng 2 tuần. 19 với 15. Dạ. Mình có câu hỏi đặc biệt dành cho cô. Tại vì sư cô hiếm khi nào đến đây nha. Coi cái mùa du lan này là cái gì mà con thấy mà nói chung là đặc biệt nhất mà sư cô thấy không? Quỷ môn quan rồi đó con. Đúng rồi. Con... cái gì mà tức là cái ở sao cái mít kỹ ta? Đâu cái mít đó đây. Cái nghĩa trang như thế này nè cô. Đó là ở là những cái vong linh á, những cái vong linh mà thường thường á thì con nghe nói á là tháng 7 là quỷ môn quan ở đi. Cửa. Là đất đồ bên sáng vậy. Ý là dạ. Cái này nè. Dạ. Nhưng mà tụi con nói đừng có kêu cúng cô hồn. Dạ. Con biết cô hồn là cái gì không? Ví dụ cái nghĩa trang này nè, mình nói cái tháng 7 là cái mùa siêu độ vong linh. Dạ. Nghĩa là người ta được tự do đi các nơi là mình cầu siêu cho người ta, mình độ cho người ta. Còn cái cô hồn, con biết cô hồn là cái gì không? Dạ. Cái đó danh từ của thế gian truyền miệng nhưng không nên nói vậy. Dạ. Cô hồn là những cái hồn cô đơn. Dạ. Những cái hồn cô đơn chết về tai nạn hay bệnh hoạn không có người thân. Dạ. Gọi là cô hồn. Dạ. Cho nên người ta cúng cái gì? Giật cô hồn giật gì đó. Dạ. Giật cô hồn. Thôi cúng 2-3 con heo, con gà, con vịt gì tùm lum. Mà gia chủ ta đương quyền ta cúng. Cúng xô, gã rào, gã đồ. Rinh hết mấy heo, mấy gà, mấy vịt đi. Chưa cúng xong. Dạ. Cái đó đúng giật cô hồn thiệt lắm. Cái tập tục nó vậy. Dạ. Ở đâu cũng cúng. Cũng ở quê. Dạ. Nói chung á là theo như con hiểu đại khái, như cô giải thích vậy, con hiểu đại khái là cô hồn tức là những cái vong hồn không có được đàng hoàng đi. Mình nói thí dụ vậy hả cô? Không phải, không phải. Không phải. Con nói vậy quan uổng nha, người ta đang ở đây nha. Cô hồn, cô là cô đơn, hồn những cái hồn này cô đơn. Dạ. Ví dụ như nghèo khổ rồi chết quan. Dạ. Chứ không phải hung dữ hay là tai nạn giao thông. Dạ. Tai nạn giao thông chết giữa đường mà đem về nhà làm đám ma, cái hồn dạ. Không bao giờ đi về nhà được. Yeah. Nếu mà tai nạn giao thông á, thì phải có thầy đến triệu vong từ cái chỗ tai nạn đi về nhà. Yeah. Cúng thì hồn mới vô được. Tức là cái cô hồn, hiểu chữ cô không? Cô là cô đơn. Cô đơn đó. Là những người mất hoang á, mất hoang và không chết có hiểu. Cũng như là người thân không biết chết bất đắc kỳ tử. Là yeah. Chứ không phải là cô hồn là hung dữ đâu anh. Yeah. Không. Cô thương đúng không cô? Con giải thích gì đúng không? Tại thường thường cô hồn lắm. Tại cô hồn. Tại vì cô thật cô dưỡng hết. Sao cô á? Sao cô dưỡng hết dữ vậy nè? Tại con nói cô thương cô hồn. Cô là cô đơn. Dạ. Hồn là những cái hồn mà cô giúp dưỡng. Chị hai con cũng nói vậy đó. Bởi vì chị hai con giải thích cho con hiểu á. Chị hai dạ. Có hiểu không chứ? Tại cô đọc một cái bài văn tế cô tháng 7 cho thử con nghe nha. Dạ. Tiết tháng 7 này nha. Dạ. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp. Tết hơi mai lạnh lẽo sương khô. Não người thai buổi chiều thu, ngàn lao nhuộm bạc lá ngô rụng vàng. Đường bạch dương bóng chiều mang mát, dịp cầu lê lát đát sương xa. Lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn vậy nữa là cõi anh.
Trong trường dạ tối tâm trời đất, thấy không thiên phản phất u minh, thương thai thập loại chúng sanh, hồn đơn phách chết linh linh quê người. Là cô hồn hương lửa đã không nơi nương tựa, một hồn mồ côi lần lửa mấy niên, còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói kẻ hèn người ngu. Thôi cô điên đoạn thôi, nó dạ. Nguyên một cuốn vậy nè trong dạ. Lòng cô rồi cô nhớ. Nhưng hết con luôn nói sơ trong cái tiết tháng 7 thôi. Dạ rồi, con nhắc tới cô hồn là cô rụng rồi. Cô ơi, mình cô cho con hỏi một câu nha. Mình cúng cậu á thì mình giái làm sao cho chính xác cô. Cái con là con giái mà con không biết là đúng hay không nữa, cho nên con đợi cô. Minh nè. Không, giái mình giái như theo bên Phật cái khác, còn thì bên sao mà chứ không phải là chỉ có một cái bài hết cái hồn. Vô cái bài giái đó là bữa nay anh bài lại cam. Ví dụ bên thần là giái khác, còn bên Phật là giái khác. Nhưng mà bên tức là ở đây á là mình giái khác, còn ở nhà mình giái nguyện giái khác. Có nhiều người nguyện giái những bài cúng ở nhà giái đây, ở đây thì mình giái hương linh của Vũ Linh tới ba tên lận. Đầu tiên á thì mình nguyện thế danh võ nhân quan. Dạ dạ. Pháp danh. Dạ đi đâu đây nè, nguyện danh thế danh với pháp danh đi đôi nè. Thế dạ. Danh võ nhân quan nè, pháp danh tâm giác nè. Dạ. Nguyện danh Vũ Linh. Dạ. Ba tên. Phải nguyện đủ ba tên nha. Dạ. Dạ. Nhưng mà đầu tiên là mình phải trình với các chư vị phải không cô? Thì trình an mất ngày nào, an táng ngày nào. Dạ. Cô, các chư vị là mình phải trình với ai cô? Mình cô hãy cho con. Thành hoàng thổ địa duyên trạch đất đai nơi ăn chốn. Dạ. Thổ thần thổ địa thông mộ á. Thành hoàng thổ địa duyên này. Trong thần hộ pháp mà mình giải hết luôn các ông cái bay luôn. Đúng rồi. Anh giái nhiều ngày đó, anh giái hết luôn đó. Dạ. Thổ thần, thổ mộ, thổ địa, đất đai, dương trạch, thần hoàng, bụng cảnh, long thần, hộ pháp, nghĩa trang, quay viên Bình Dương. Trái dạ. Không còn ông nào hết, còn mình trình hết trơn mấy ông luôn. Mình trình hết. Cái địa phận này. Trình nguyên cái địa phận này. Ông lớn luôn gì nữa. Ông lớn là hai ông vị Bồ Tát, long thần, hộ pháp đó. Dạ. Bữa chị hai nói hai ông long thần, hộ pháp đó, một ông long thần, hộ pháp, còn vị Bồ Tát đó là có tên gì đó. Chị hai em đó. Cô cũng là thỉnh thoảng cô tu hoặc cô ngồi thiền, có khi 4 tiếng, có khi 6 tiếng, thỉnh thoảng thôi. Dạ. Thiền thì hằng ngày, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn thấy Vũ Linh. Cô thấy, nhưng mà cái khí sắc của Vũ Linh hồng hào, tươi tắn, vui vẻ lắm, vẫn thấy. Dạ. Như vậy chứng tỏ rằng là Vũ Linh đã siêu thoát rồi. Còn mình nằm mơ thôi, mình nằm mộng thôi, mình thấy kỳ tị đói khát, đòi ăn, đòi uống là còn khổ sở. Là không đúng không? Chưa siêu thoát. Không thấy không đúng. Ý là những nhưng mà chưa siêu, chưa không siêu. Phải những khán giả mà thấy nằm mơ á là nói chú gì chú đói quá này kia đó. Dạ. Là không phải đâu, không đúng. Cái đó là người ta xuyên tạc thôi. Đúng rồi. Tại là trong cái giấc mơ tư tưởng thôi. Tư tưởng. Chắc đó là cái tư tưởng là quan đường. Dạ, quan đường. Mình cúng đây nè, em nói đơn giản thôi, ở nhà cúng. Đúng không? Và ở mộ cúng. Đúng rồi. Mà có lúc nào ngưng đâu mà làm sao mà mình làm sao mà nhớ được. Nhà này tâm nè, tao phóng sanh chim cái nè, tao hát dạo, tao điều hồi hướng. Thì dù bây giờ người ta đang hiểu thần hiểu thánh rồi, mà mình cứ làm những cái việc đó thì Vũ Linh từ cái cao hơn. Mà chưa tính nha. Bây giờ ngôi vị cao hơn. Dạ. Tí nhớ không? Có mấy người chị là còn phải lập bàn thờ ở nước ngoài mà giấy chú luôn đó. Hỏi tí thôi mấy người chị đó tí. Dạ. Lập bàn thờ của chú luôn đó. Tại sao kêu là hương linh? Cái hương linh của người ta đã mất rồi, giờ con ở nhà cao cửa rộng 90 tầng, ta vẫn xuyên qua màn, xuyên qua cửa ta vô như xong. Dạ. Cái hương linh đó, nó chỉ là một cái khí âm. Dạ. Nó như hạt cát vậy nè, chỗ nào cũng xuyên qua được. Dạ. Còn cái người mà mới chết á, bắt đầu chết là cái thân trung ấm nó còn, thì cúng 7 ngày, 14 ngày tới 49 ngày thì khi mình sống thì cái thân xác mình dày, mà khi mình chết đó cái vong hồn mình giống như em bé mà 3-4 tuổi vậy, đi lững chững từ lúc chết cho tới 49 ngày là còn em bé, cái thân trung ấm còn, nhưng qua tới 100 ngày là người ta đã phát triển rồi. Dạ. Chứ không phải cõi âm cõi dương nó khác à. Bởi vì hôm đó cô dạy Di Minh cúng cơm cho Vũ Linh á, đừng có gác đũa chấm trên chén cơm. Nếu mà mình gác đũa lên đó thì hương linh về thấy cái chén cơm tưởng cái dòng sông, rồi thấy
đôi đũa đó tưởng đâu là cái cầu không ăn được, mình cắm lên về tay về người ta hưởng được. Còn bây giờ là qua trăm ngày qua hết rồi không có sao. Cúng sao không được chưa thế cô? Người ta đang thông thả. Cúng là cúng chỉ chứng cái lòng thành mình thôi. Yeah. Chết rồi ăn uống gì được. Yeah. Nhưng cái hương linh người ta ấm cúng, ấm áp nhờ tình thương chung quanh. Yeah. Hương linh rất ấm. Trong điện thoại cô có những cái mà vũ linh kiệt sức nằm trong bệnh viện đó. Yeah. Cô. Chân mà vũ linh nằm không nhúc nhích, không có gương mặt, không có cảm ứng gì hết. Cô ơi, cô ở chùa Văn Long đúng không cô? Không. Cô ở chùa Văn Long từ hồi còn nhỏ tới 16 tuổi. Rồi sau này là mấy cô lớn lên hết mạnh, ai nấy đi đây đi kia lập chùa riêng. Dạ. Còn một trụ xứ là chùa Hòa Quang Thủ Đức, sư phụ cô. Dạ. Sư phụ cô giờ 94 tuổi rồi. Còn Văn Long này là sư đệ cô. Dạ. Tại vì hôm qua là hình như cũng có một sư ở chùa Văn Long. Có hả? Có đến. Nói ở Văn Long hả? Dạ, con nhớ mà. Sao con không hỏi tên? Nhưng mà Văn Long rồi biết cô rồi. Dạ, hôm qua con có lên clip mà cái buổi trưa đó anh nhớ không? Có một sư đó hả? Sư đó là sư ở chùa Văn Long á. Nhưng mà đứng bên đây đúng không? Đúng rồi, sư cô vô cô sợ lên trên ghi hình đó. Đúng rồi. Sư phụ rầy đó, hôm đó cô cũng bị một lần rồi. Cho nên tụi con với anh Minh khuyên cô, nói cô là cô không sao đâu cô ơi, cô đến có hấp nhang là quý đó. Chứ cô đừng có giọng mộ giống như sư cô là rồi. Rồi. Dạ. À, là cái sư cô gì đó hả? Dạ. Sư cô đó là gì, tên gì quên rồi? Hôm qua sư cô giấu tên không có nói, nhưng mà tụi con có lên clip mà. Ban đầu hỏi chùa là cô không nói luôn á, sau chút nữa cô mới nói. Cô coi, con hỏi mà. Văn Long là của cô hiểu rồi. Để con cho có, con xem có nha. Anh Minh này, anh Minh có. Anh Minh lẹ dữ anh mà. À mấy sư hồi xưa con nói cũng chùa Văn Long ở Đồng Nai. Nè, cô thấy không? Đó. Cùng mở sáng lên được chứ. Đó. Không biết, nếu mình mở khẩu trang ra mới biết. Chắc là vậy. Dạ. Mà khẩu trang gì cũng khó nhận thấy mà nhiều khi người quen rồi khó. Ý, đó rồi. Anh yêu anh tới kìa. Lai cam tới rồi, lai cam tới. Đó là cái lai cam đó. Hồi nãy anh cái nhỏ đó đó, nó kìa. Mưa đó. Ngày nay là mưa lớn nha. Sao cô? Đã kìa, mệt mệt phụ. Thời tiết báo động ngày nay mưa rất lớn. Dạ. Vậy con dạ. Vậy tôi con cảm ơn sư cô. Dẹp vô. Dạ. Mưa xuống. Rồi tụi con cảm ơn sư cô nha. Chúc cho sư cô có một mùa du lan tràn ngập hạnh phúc. Con chúc cho sư cô nhiều sức khỏe. Con chúc cho sư tháng du lan này nói riêng thì cho cả cái cuộc đời của sư nô thì thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn để có thể là độ đời. Hình như mình có cầu chúc hay lắm á. Cầu chúc ngày hôm qua chúc con giúp sư cô vậy đó. Cầu mong là như vậy. Câu hỏi này con hỏi sư. Đồ nó xuống đây. Nó đang quay sư á. Đang quay sư á cô. Đang quay cô đó. Nó có khả năng tạo mát á cô. Cô sợ không? Tối tăng gì? Cô kêu đưa nó xuống đi. Dạ. Tối tầng. Nhỏ đó. Bỏ vô cái vỏ đó, thấy cái gì đó, bỏ đó ai nhẹ đâu cái này. Quá xịn xò luôn. Dạ. Cái này ba mấy chai á. Dạ. Ừ, 60. Ba mấy vậy 60 mà. 60 rồi đó. Đồng bộ 60 á. Tây Phương ba mấy. 60 triệu. Chắc của em á, mấy ba mấy. Cũng như bây rành. cái từ ngữ Việt Nam nó vậy đó cô, nó phong phú lắm. Phong phú và đa dạng. Dạ. Cái tương vậy hả? Chẳng phải. Do cái kia cho nó gọn lẹ vậy đó cô. À, cô để con giải thích cho cô nghe. Cũng tại ta hết cái chai cô. Cũng như là cái từ đó là cái từ lóng á. Từ lóng á. Từ lóng mà từ cũng như là nhiều khi trong cái dân ăn chơi á, người ta gọi cái từ đó cho nó né cái lực pháp rồi sao.
chắc vậy là vậy á, né né rồi, né lực pháp, pháp với lại mà lên trên mạng lên mạng rồi cũng né lực đó. Thường mấy thằng TikTok nó nói thay vì tẩy đi phải không, chai lít xôi tỏi đúng rồi, tỏi đúng rồi, tủ tủ là chịu là chịu đó, là giống như chai đó, chai đó. Còn mấy thằng mua bán đất á thì kêu bằng chai hoặc là tủ, mà lớn hơn nữa chắc mình chung bằng xô quá. Bình thường mà còn lấy cảnh bình thường còn quay nè. Đại sư là sợ cái đó nó bay vô đây á. Bên cao nó có tiếng. Bên tiếng ở đây nè. Đâu đâu qua ảnh nè, bên ảnh á, bên ảnh. Tại vì anh đang cầm á. Trên hình ảnh đó anh có ảnh kìa. Ảnh nè. Đó cha đó. Đó. Bên cao qua quay không có tiếng, cái hình thôi. Hình ảnh là trên đó đó. Anh ngắn em mít trên đó thì có tiếng gì đâu. Cái video của Hiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.